Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn một cái món xôi rất là ngon luôn. Mình ăn sáng cũng được nè, mình ăn chơi cũng được. Đó, đây là cái xôi nếp than mà mình vừa mới nấu xong nè các bạn. Xôi nếp than thì nó sẽ có nếp than nè, và nếp thái, rồi đậu xanh nè, dừa bào sợi, mỡ hành, đậu phộng, me. Ăn cái hạt nếp nó mềm, nó dẻo, nó thơm trong miệng. Đây nè các bạn ha, sắn một miếng xôi nè, có đậu xanh, có dừa, rồi nước cốt dừa nữa. Nước cốt dừa nè các bạn thấy không? Rồi xôi nè, xôi nếp nè. Đã ghê không? Nhìn hấp dẫn không? Cái nếp đó các bạn, ăn nó mềm dẻo. Và cái nếp than với lại nếp thái nữa nó thơm lắm. Bên cạnh đó thì cái phần nước cốt dừa béo béo nè, đậu xanh thì mặn mặn, thêm cái phần hành nữa, thơm ngon cực kỳ luôn. Ok, thì nếu như mà các bạn thích món xôi nếp than này thì hôm nay Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn cái công thức và cách làm để ai làm cũng có thể thành công nha. Bây giờ để nấu cái món xôi nếp than thì các bạn cần chuẩn bị cho mình là nếp than. Nếp than là nó như thế này nè các bạn. Cái hạt nếp nó màu đen. Để mình lấy cái nếp than khô cho các bạn xem ha. Cái này thì mình đã ngâm rồi. Đây, cái nếp than khô là nó như thế này nè các bạn. Nó đen thui à. Đó, như cục than gì đó. À, cái này thì các bạn mua trong siêu thị cũng có bán, mà ở chợ thì hầu như chợ nào cũng có bán hết cái nếp than nha các bạn. Thì nếp than mà các bạn muốn nấu xôi thì mình phải ngâm qua đêm. Thì hôm nay là mình đã ngâm rồi, mình ngâm khoảng 500g nếp than và 300g nếp thái. Nếp thái là cái nếp trắng đó các bạn. Đây nè, nếp thái là cái hạt nếp trắng này nè. Thì mình ngâm hai cái loại nếp này mình nấu ăn nó sẽ ngon hơn nha. Rồi mình sẽ ngâm qua đêm. Nếu như mà các bạn không muốn ngâm qua đêm á, thì mình nấu ở trong nồi cơm điện. Còn nếu mà các bạn muốn nấu bằng cách là mình hấp thì nó sẽ ngon hơn. Thì mình sẽ phải ngâm qua đêm. Các bạn cứ trộn hai cái loại nếp lại với nhau rồi các bạn ngâm qua đêm nha. Đó, thì các bạn ngâm thì cái nước nó sẽ đen như thế này. Nó cái nếp thái nó dính cái màu đen vào, bây giờ nó đen thui luôn rồi. Thì cái xôi nếp than phải ngâm nha các bạn, ăn mới ngon. Rồi ok, để chút nữa mình rửa lại với nước lạnh xong rồi mình đem hấp. Ngoài ra thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là đậu xanh. Đậu xanh thì hôm nay mình dùng là 500g. Các bạn ngâm đi, các bạn ngâm khoảng 2 tiếng, 3 tiếng gì đó. Rồi một chút nữa mình sẽ đem đi hấp. Ngoài ra thì các bạn cần thêm là lá dứa nè, hành nè, mè, đậu phộng. Đây đậu phộng nè. Đậu phộng chút nữa mình rang lên. Nước cốt dừa và dừa khô. Rồi một chút xíu bột bắp. Cái bột bắp này một chút nữa mình sẽ làm cái phần nước cốt dừa các bạn, tạo cái độ sánh cho nước cốt dừa nha. Nước cốt dừa thì các bạn có thể là nói người ta bán cái dừa khô người ta nạo giùm, còn không thì các bạn mua nước cốt dừa lon như thế này ha, nước cốt dừa lon nè cho nó tiện. Hoặc là các bạn dùng cái loại bột nước cốt dừa cũng được, nói chung cái nào cũng được hết. Thì cái xôi nếp than á, thường người ta sẽ ăn kèm với lại đậu xanh. Đậu xanh sau khi mà hấp rồi người ta sẽ xay nhuyễn ra rồi sên, và kèm theo đó là cái phần nước cốt dừa, rồi đậu phộng, mè, một chút xíu cái phần mỡ hành. Rồi đầu tiên để hấp cái phần xôi thì các bạn bắt lên cho mình một cái nồi nước, các bạn cho vào đây khoảng 2.5 đến 3 lít nước. Mình sẽ cho vào đây một vài cọng lá dứa nha các bạn, cho nó thơm. Càng nhiều lá dứa thì nó sẽ cái nếp của mình á, sau khi mà nấu thì nó sẽ càng thơm. Cái lá dứa này ở ngoài miền Bắc người ta gọi là lá nếp nha các bạn, lá nếp hoặc là lá nếp non á. Còn nếu mà không có cũng không sao ha, mình có thì nấu ăn nó thơm hơn thôi, còn không có cũng không sao, tại vì ngoài miền Bắc thì nó không có phổ biến. Còn ở trong Nam thì cái lá này nó phổ biến lắm, hầu như là xôi chè là lúc nào người ta cũng cho cái lá này vào. Rồi bây giờ mình cho cái sửng lên. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần nếp. Nếp thì sau khi mà ngâm các bạn nhớ rửa sạch nha. Mình trải cái nếp lên đây để cho nó đừng có nhiễu nước. Các bạn nhưng mà khi mà nấu là mình phải nấu cái nước sôi trước nha các bạn, rồi các bạn mới bắt cái sửng nếp lên các bạn nấu. Chứ mình không có nấu sôi lúc mà nước lạnh thì cái xôi mình nó rất dễ bị sượng và nó không có ngon. Rồi như thế này là ok rồi. Bây giờ mình sẽ nấu cái nước cho nó sôi trước rồi mình mới bắt cái sửng sôi lên. Đây, về cái phần đậu xanh á, thì mình nấu trong nồi cơm điện cho nó nhanh. Các bạn cho vào trong cái nồi cơm điện ít nước nha. Rồi mình cho đậu xanh vào. Các bạn cho vào nồi cơm điện rồi các bạn bật nút cúc lên. Rồi khi cái nước mình nó sôi á, thì bây giờ mình sẽ cho cái nếp lên. Đây, cho cái sửng nếp lên và các bạn đậy nắp lại các bạn hấp. Các bạn làm cái xôi nếp than này á, thì mình hấp nó khoảng 45 phút nha các bạn. Là cái xôi mình sẽ chín. Đậy lại. Về cái phần đậu phộng á, thì mình rang đi ha các bạn ha. Rang là chờ cho nó nguội rồi mình bóc cái vỏ ra. Mè thì các bạn cũng rang vàng luôn. Có thêm đậu phộng với mè thì cái món xôi nếp than á, ăn nó sẽ thơm, nó ngon hơn. Về hành lá thì mình cắt nhuyễn ra như thế này. Rồi các bạn nấu cho mình một chút xíu cái phần dầu cho nó sôi lên. Rồi các bạn chế vào trong cái hành lá cho nó thơm nha. Đây mình sẽ trộn nó lên.
Thì khi mà các bạn đổ cái phần dầu nóng vào thì cái hành lá mình nó vừa chín tới, nó thơm và nó không có bị mất đi cái màu xanh. Rồi mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối nha các bạn, khoảng 1/2 thìa cà phê muối. Thường cái mỡ hành bao giờ nó cũng có cái vị nó mặn mặn. Trộn đều nó lên. Đó, ok, vậy là mình đã xong cái phần dầu hành, mỡ hành rồi. Để chút nữa mình chan lên xôi mình ăn. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ cho vào đây là 200ml nước lọc nha các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ khui cái lon nước cốt dừa các bạn cho vào đây. Nha, cái lon của mình là 400ml đó các bạn. Nha, nó khoảng 600 nè. Rồi, các bạn cho vào đây là 2 thìa cà phê muối nha. Rồi, đường thì mình cho là 50g đường. 2 thìa cà phê muối thì nó khoảng 5g đó các bạn, 4-5g gì đó. Bây giờ mình cho vào đây thêm là 50g đường. Đây mình sẽ cho vào đây thêm một cái bó lá dứa nữa. Lá dứa thì các bạn bó thành một bó nha. Rồi mình cho vào. Đây mình bó ra thành một bó như thế này. Rồi bây giờ các bạn bật lên bếp các bạn nấu. Nấu cho cái nước cốt dừa nó hơi sôi sôi lên, nó sôi sủi tâm lên. Thì mình sẽ cho cái phần bột bắp vào. Bột bắp thì trước khi mà cho thì mình phải pha lại một chút xíu nước nha các bạn. Để cho vào để tạo cái độ sánh cho nước cốt dừa. Cái nước cốt dừa để ăn sôi thì nó không có lỏng nha các bạn, nó hơi sánh sánh đặc đặc một chút. Nha các bạn, vừa nấu các bạn vừa khuấy như thế này. Khuấy với lửa, nấu với lửa nhỏ. Với khoảng 600ml nước này nè thì các bạn dùng cho mình khoảng 25g bột bắp nha, khoảng 25-30g bột bắp. Mình càng dùng nhiều bột bắp thì cái phần nước cốt dừa của mình á nó sẽ càng đặc, nó sẽ càng sánh hơn. Rồi mình cho vào đây khoảng 30g bột bắp nha. Nha các bạn, nhớ các bạn khuấy cái phần bột bắp này với nước này cho nó tan ra với nhau. Rồi khi nào mà cái nước cốt dừa mình nó sôi sủi tâm lên á thì mình sẽ múc cái nước này mình cho vào. Rồi khi mà cái nước cốt dừa của mình nó sôi sủi tâm lên rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho cái phần bột bắp vào nha. Đó các bạn thấy không, khi mình cho bột bắp vào nè là cái nước cốt dừa mình nó sánh là như thế này. Đó thì cái nước cốt dừa mà ăn sôi nó sẽ sánh như vậy chứ nó không có lỏng nha các bạn. Các bạn không có bột bắp á, thì các bạn có thể dùng bột gạo cũng được. Bột gạo nó cũng tạo cái độ sánh cho cái phần nước cốt dừa. Rồi khi mà các bạn nấu cái sôi mình được khoảng 30 phút rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái ca nước như thế này. Các bạn khoảng đổ khoảng vào đây khoảng nửa lít nước nha. Mình sẽ cho vào đây là 1 thìa cà phê muối. Rồi mình sẽ khuấy cho cái muối và cái nước này nó tan ra với nhau. Bây giờ mình sẽ chế nó vào trong cái nồi sôi nha các bạn. Thì khi mà các bạn chế cái muối này vào thì sẽ giúp cho cái hạt nếp mình ăn, thứ nhất là nó đậm đà và cái thứ hai nữa là nó mềm dẻo, nó không có bị khô nha. Rồi mình sẽ rưới cái phần nước vào nha. Nước muối nè. Rồi các bạn sẽ xới cái nếp lên. Bây giờ mình nấu thêm khoảng 15 phút nữa nha các bạn. Là tổng cái thời gian nấu cái nếp than này nè, nó khoảng 45 phút nha, mình nấu khoảng 15 phút nữa là được rồi. Các bạn vẫn đẩy lửa lớn cho mình. Thơm quá chừng luôn đó các bạn. Nếu mà các bạn có cái lá dứa đó, mình cho vào trong cái nồi nước á, nấu rất là thơm. Nhiều người thì người ta sử dụng nhiều cái lá dứa lắm. Nấu cái xôi nè, thơm phức luôn á. Nhất là những bạn nào mà buôn bán đồ ăn sáng đó. Sáng mà các bạn chạy ngang những cái chỗ người ta bán xôi mà người ta dùng nhiều lá dứa đó là không thể nào mà cưỡng lại được. Hãy ghé lại mua một cái túi xôi mà ăn, nó thơm lắm. Ok ha, mình sẽ nấu thêm khoảng 15 phút nữa, đậy lại. Rồi cái đậu xanh mà sau khi mà các bạn hấp rồi á, thì mình cho nó vào trong máy xay sinh tố nè. Mình xay nha, xay nhuyễn nó ra nha các bạn. Mình cho thêm một ít nước vào để mình xay cho nó dễ. Đây, mình sẽ cho vào đây một chút xíu nước lọc, đủ để cái máy xay nó xay thôi. Rồi các bạn cho vào đây 1/2 thìa cà phê muối. Chỉ cho muối thôi nha các bạn, không cho đường. Ok, bây giờ mình sẽ xay nhuyễn cái phần đậu xanh này. Rồi cái đậu xanh sau khi mà xay á, mình sẽ cho nó vào chảo và bắt đầu mình sên nha các bạn. Đó, các bạn thấy nè, đậu xanh xay mịn nè, ngon ghê không. Sên thì mình sên với lửa nhỏ thôi nha, mấy các bạn đừng sên lửa lớn nó dễ bị cháy lắm á. Các bạn sẽ sên khoảng 15 phút, 15-20 phút nha các bạn. Để cho cái phần đậu xanh này nó khô trở lại, nó khô và nó dẻo trở lại thì mình ăn á, kiểu như các bạn ngậm vào miệng thì nó sẽ tan luôn. Thì như vậy thì nó mới ngon. Để mà sên cái đậu xanh này nè thì nó dễ thôi chứ nó không có khó. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà sên quen rồi thì không nói, còn bạn nào mới sên á thì lúc đầu á mình nên để lửa nhỏ nha các bạn. Các bạn không nên để lửa lớn. Còn bạn nào sên quen rồi thì mình để lửa lớn mình sên cho nó nhanh. Các bạn để lửa lớn mà sên không quen á nó rất dễ bị cháy. Nó khô ha các bạn ha. Nó khô và nó hơi đặc đặc như thế này nha các bạn, nó không có lỏng như lúc đầu nữa, các bạn thấy không? Nha, như thế này là ok rồi. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ nạo dừa. Nạo sợi ha các bạn ha. Đó, những cái sợi dừa nhỏ nhỏ như thế này, mỏng mỏng như thế này. Chút nữa mình ăn xôi nó sẽ rất là ngon.
Mình không biết là ở ngoài chợ người ta có nạo cái kiểu này hay không. Tại vì cái kiểu này thường mình ăn xôi nè, thường người ta sẽ cho vào trong một cái máy người ta bào nhuyễn luôn á, chứ còn không biết là có bào cái dạng sợi này hay không. Nên thường là mình mua về mình bào không à. Rồi coi như là xong xuôi hết rồi nha các bạn. Mình nạo cái dừa ra xong rồi, bây giờ chuẩn bị để mình múc xôi ăn thôi. Thì không biết là có bạn nào từng ăn qua cái món xôi nếp than này chưa. Món xôi này ngon lắm luôn á các bạn. Ăn nó thơm, cái hạt xôi ăn nó dẻo, nó mềm trong miệng, cực kỳ ngon. Các bạn thấy nè, cái hạt nếp than nè, nó dẻo, nó mềm, ngon không? Nó không có bị khô hay là nó bị cứng gì hết nha các bạn. Nhớ lưu ý nha, là mình phải ngâm nếp qua đêm thì mình nấu ăn nó mới ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu xanh lên nha. Đậu xanh nè các bạn thấy nè, nó mềm, nó dẻo, ngon cực kỳ luôn. Rồi bây giờ là cái phần mỡ hành. Cho một chút xíu mỡ hành lên nè. Rồi và đương nhiên là không thể nào thiếu được nốt cốt dừa rồi ha các bạn. Rồi nhìn chảy nước miếng luôn các bạn ơi, ngon quá trời luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ rắc mè, đậu phộng và dừa lên. Đậu phộng nè, đậu phộng thì mình giã nó nhuyễn nhuyễn ra, mè rang vàng. Rồi cuối cùng là dừa bào sợi. Đó, bây giờ đã hoàn thành xong cái món xôi nếp than rồi đó các bạn. Nếu như mà các bạn thích món xôi nếp than này thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.